Tin thế giới, Đại học Mỹ phát triển phương pháp test nhanh phân biệt được biến thể COVID-19. Tại Mỹ, các hãng hàng không lớn bỏ yêu cầu đeo khẩu trang. Thủ tướng Anh xin lỗi vì tiệc tùng giữa phong tỏa. Dị tượng tại Trung Quốc, xuất hiện mặt trời đỏ và trăng máu. Thượng Hải phong tỏa, GDP sụt giảm, người dân treo biển phản đối. Đài truyền hình Đài Loan xin lỗi vì đưa tin nhầm về vụ Trung Quốc tấn công bằng tên lửa. Tin Việt Nam, sốc, ép học sinh yếu phải chuyển trường, không tham gia thi lớp 10. Xử phạt siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng túi ni lông một lần cho khách hàng. Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng qua hình thức trực tuyến. Chấm dứt hợp đồng 2.300 tỷ, sau 7 năm mới xây được cổng chào của FLC. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sốt xuất huyết ở trẻ em tăng cao, nhiều ca nặng và nguy hiểm. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin tối ngày 20 tháng 4 của Khỏe Tự Nhiên. Mở đầu là các tin tức trên thế giới. Đại học Mỹ phát triển phương pháp test nhanh, phân biệt được biến thể COVID-19. Các nhà nghiên cứu của Đại học Illinois Urbana-Champaign, Mỹ thông báo đã phát triển một phương pháp test nhanh COVID-19 có thể phát hiện và phân biệt biến thể Alpha của virus SARS-CoV-2 trong mẫu nước bọt. Phương pháp này đầu tiên sử dụng dịch mũi họng và sau đó là mẫu nước bọt. Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học này cho biết là quá trình xét nghiệm sẽ hiệu quả hơn so với phương pháp xét nghiệm PCR bởi không cần tới máy luân nhiệt cùng với các biện pháp làm tinh sạch. Giáo sư Rishi Basser, người đứng đầu nghiên cứu này cho hay, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ cần một xét nghiệm nhanh duy nhất để phát hiện biến thể của virus SARS-CoV-2 và mất 30 phút để sử dụng thiết bị cơ thể xách tay này. Theo nhóm nhà nghiên cứu, họ sẽ cải tiến phương pháp này để có thể xét nghiệm tới 5 loại virus khác nhau, các chủng virus và các biến thể chỉ trong một xét nghiệm với dịch mũi và dịch tị hầu. Cũng tại Mỹ, các hãng hàng không lớn bỏ yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay. Một số hãng hàng không lớn của Mỹ không còn yêu cầu hành khách và nhân viên phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay nội địa và một số chuyến bay quốc tế. Quyết định của các hãng hàng không được đưa ra sau khi một tòa án liên bang ở Mỹ bãi bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa của CDC Hoa Kỳ. Trước đó, vào thứ Hai ngày 18 tháng 4, thẩm phán Catherine Kimball Mitchell đã phán quyết rằng CDC đã vượt quá thẩm quyền khi bắt buộc đeo khẩu trang và không xin ý kiến của công chúng một cách thích hợp trước khi áp đặt lệnh này. Năm hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ là American Airlines, Alaska Air, Delta Airlines, Southwest Airlines và United Airlines cũng xác nhận đã bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Giờ đây, việc đeo khẩu trang với nhân viên và khách hàng trên máy bay là tùy ý. Hãng Delta cho biết, chúng tôi rất nhẹ nhõm khi quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở Mỹ được gỡ bỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại khi COVID-19 đã trở thành virus theo mùa thông thường. Một số hãng hàng không khác, trong đó có JetBlue Airways, chưa đưa ra thông báo mới. Cũng là một tin tức liên quan đến dịch bệnh. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xin lỗi trước Hạ viện sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 hồi tháng 6 năm 2020. Ông Johnson nói, đó là sai lầm của tôi và tôi xin lỗi vì điều đó. Ông Johnson khẳng định rằng người dân Anh có quyền mong đợi những điều tốt hơn ở thủ tướng của họ, nhưng nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, lời xin lỗi của ông Johnson không làm dịu làn sóng phẫn nộ, đặc biệt là từ phe đối lập. Lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer chỉ trích ông Johnson không biết xấu hổ, đồng thời thúc giục các nghị sĩ đảng bảo thủ yêu cầu thủ tướng từ chức. Ông Johnson đã bị cảnh sát phạt vào tuần trước vì mở tiệc sinh nhật tại văn phòng thủ tướng hồi năm 2020, thời điểm Anh áp lệnh phong tỏa phòng COVID-19 nghiêm ngặt. Một cuộc thăm dò nhanh của công ty phân tích dữ liệu YouGov vào ngày ông Johnson bị phạt cho thấy gần 60% cử tri tin rằng thủ tướng Anh nên từ chức và 75% tin rằng ông đã cố ý nói dối. Mời quý vị chuyển sang các tin tức liên quan đến Trung Quốc. Những ngày gần đây, liên tục xuất hiện dị tượng tại Trung Quốc như tuyết tháng 4, mưa đá to cỡ quả trứng gà, v.v. thì nay lại xuất hiện mặt trời đỏ và trăng máu. Vào thời điểm hoàng hôn ngày 16 tháng 4, nhiều cư dân mạng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thành phố Cát Lâm và thành phố Triệu Khánh, Trung Quốc đã đăng loạt ảnh vào video ghi lại hình ảnh bầu trời xuất hiện mặt trời đỏ. Ở một số bức ảnh, mặt trời xuất hiện với màu hồng đỏ khác thường. Cũng có bức ảnh cho thấy mặt trời sắc vàng nhưng bao quanh là ánh dương màu đỏ. Trong khi đó, tại tỉnh Hắc Long Giang vào cuối tuần qua, người dân lại nhìn thấy mặt trăng máu. Người Trung Quốc xưa cho rằng
Mặt trăng màu đỏ là thể hiện của điểm xấu, u ám lạnh lẽo vô cùng và là dấu hiệu cho thấy ở nhân gian chính nghĩa suy yếu, tà ác ngông cuồng, oán hận hừng hực, tàn bạo cường đại. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Trung Quốc xuất hiện hiện tượng ba mặt trời hay còn gọi là mặt trời giả ở thành phố Hưng Đài, tỉnh Hà Bắc. Thượng Hải phong tỏa, GDP sụt giảm, người dân treo biển phản đối. Tại Thượng Hải, việc phong tỏa thành phố của chính quyền Trung Quốc nhằm thực hiện Zero Covid đã gây ra những khó khăn và cả sự bức xúc đối với người dân và các doanh nghiệp. Gần đây, tiến sĩ Tạ Điền tại trường kinh doanh Icahn của Đại học Nam Carolina, Mỹ đã thảo luận cùng với Vincent Tam về vấn đề này. Năm 2021, tổng giá trị sản lượng GDP của Thượng Hải là 4.320 tỷ nhân dân tệ. Tính theo đô la Mỹ thì giá trị sản lượng mỗi ngày là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, nếu Thượng Hải tạm ngừng sản xuất thì Trung Quốc sẽ mất khoảng 50 tỷ đô la Mỹ một tháng. Phân tích này tương tự với tính toán của nhóm kinh tế tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc. Ước tính, việc phong tỏa Thượng Hải một tháng khiến cho Trung Quốc tổn thất ít nhất là 46 tỷ đô la Mỹ. Phải trả một cái giá rất lớn về kinh tế, vì Thượng Hải là một trong những cảng vận chuyển container lớn nhất trên thế giới. Tại thời điểm này, bên ngoài cảng biển ở Thượng Hải đã có hàng trăm tàu nước ngoài đủ loại đang chờ xếp dỡ. Điều này đã ảnh hưởng đến vận chuyển quốc tế. Trong khi đó, bên trong Thượng Hải, người dân đã bày tỏ sự bức xúc với chính sách chống dịch hà khắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách treo các khẩu hiệu như phản đối phong tỏa thành phố, người dân đang chết trên đường phố. Một cư dân Thượng Hải cho biết, một số người dân đã lợi dụng ban đêm để treo những khẩu hiệu này tại những khu cao cấp của thành phố. Bây giờ, lượng người dân ai oán ở Thượng Hải rất lớn. Tôi có một người bạn đã trải qua được dịch bệnh ở Vũ Hán. Lần này, cô ấy lại trải qua dịch bệnh ở Thượng Hải. Điều này khá xui xẻo. Hỏi cô ấy chống dịch ở Thượng Hải hay Vũ Hán kém hơn. Nhưng lần này, chống dịch ở Thượng Hải có liên quan đến rất nhiều yếu tố chính trị. Hôm nay, ngày 20 tháng 4, một đài truyền hình Đài Loan đã xin lỗi và trấn an khán giả đừng hoảng sợ sau khi đưa tin nhầm về cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Bắc. Trong chương trình phát sóng trực tiếp sáng nay, đài hệ thống truyền hình Trung Quốc đã hiển thị nhầm cảnh báo về việc các tàu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng gần Đài Bắc trúng tên lửa từ Trung Quốc đại lục. Nhà ga xe lửa lớn ở Đài Bắc bị đặc vụ Trung Quốc phóng hỏa và Tổng thống Đài Loan tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sau đó, vào lúc 10 giờ sáng, một biên tập viên của đài truyền hình này đã kêu gọi người dân bình tĩnh và đính chính thông tin này. Cô cho biết các cảnh báo này dành cho một cuộc diễn tập của Sở Cứu Hỏa thành phố Tân Đài Bắc nhưng đã bị hiển thị nhầm trên truyền hình do lỗi kỹ thuật. Tuần trước, quân đội Đài Loan lần đầu tiên phát hành một cuốn cẩm nang về phòng thủ dân sự, hướng dẫn người dân cách sống sót khi chiến tranh nổ ra. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan khi một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ tới thăm hòn đảo. Mời quý vị quay trở lại với phần tin trong nước. Thưa quý vị, những câu chuyện về bệnh thành tích ắt hẳn không còn xa lạ gì với chúng ta. Không triệu chứng, chưa có thuốc trị, tuy nhiên lại có quá nhiều những vấn đề, những tiếc nuối mà căn bệnh này mang lại đối với cả kinh tế, xã hội và con người. Đặc biệt là trong chính môi trường giáo dục thì đó lại là điều khó mà chấp nhận được. Kỳ thực, đây chính là sự việc đang xảy ra ngay tại thủ đô chúng ta, đó là việc ép học sinh yếu phải chuyển trường, không tham gia thi lớp 10. Sáng nay, ngày 20 tháng 4, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Sở Giáo dục Hà Nội và Bộ Giáo dục đang xác minh thông tin một số trường trung học cơ sở yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Theo đó, từ đêm qua, dư luận xôn xao trước thông tin về việc một số trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Thông tin được đưa ra vào thời điểm các trường trung học cơ sở đang tổ chức hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi vào lớp 10, được tổ chức giữa tháng 6. Là Nghĩa Tân và Dịch Vọng, một số phụ huynh ở các quận khác cũng cho biết từng rơi vào trường hợp này. Với lời khuyên đi học nghề, lý do nhà trường đưa ra là những em học lực kém có nhiều khả năng sẽ thi trượt vào kỳ thi lớp 10, chuyển hướng học nghề là giải pháp phù hợp hơn. Trong khi đó, một số phụ huynh cho biết họ thậm chí được yêu cầu viết cam kết chuyển sang học trường tư hoặc là không cho con dự kỳ thi vào lớp 10. Sự việc này không phải cá biệt và hàng năm vẫn thường xảy ra ở một số trường. Thông tin này khiến cho nhiều người cho rằng
giáo viên và nhà trường có thể đang gặp áp lực về bệnh thành tích. Cầu các đơn vị chức năng và địa phương làm rõ, gửi thêm thông tin và bằng chứng. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết đã yêu cầu phòng giáo dục của 30 quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm nếu có tình trạng trên, gửi báo cáo trước chiều ngày 21 tháng 4. Các trưởng phòng giáo dục đào tạo phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hiện tượng này. Cùng hướng dẫn về việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy đã có yêu cầu các trường trung học cơ sở tuyệt đối không được ép buộc hoặc vận động những học sinh có học lực trung bình, yếu, chuyển trường hoặc là không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Hay không? Đó là khi đi siêu thị hoặc là đi chợ có một túi riêng dành để đựng thực phẩm, cũng như tái sử dụng lại túi ni lông hay dùng túi tự hủy. Vì mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng túi ni lông một lần cho khách hàng. Đây là thông tin được ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong ngày 20 tháng 4. Theo đó, từ năm 2026, sẽ thực hiện xử phạt các siêu thị, trung tâm thương mại cung cấp túi ni lông dùng một lần cho khách hàng. Theo khảo sát của Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, số lượng túi ni lông sử dụng một lần tại các siêu thị trung bình lên tới 104.000 túi một ngày, tương đương với 38 triệu túi ni lông một năm. Trong số 48 siêu thị được khảo sát, có tới 46 siêu thị đang cung cấp túi ni lông miễn phí. Do đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 sử dụng 100% túi ni lông bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị, phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy, giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Theo quan điểm cá nhân, việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông một lần dù có nhiều bất tiện hơn, tuy nhiên, về lâu dài, sẽ góp phần lớn bảo vệ môi trường cũng như duy trì thói quen tốt, tiết kiệm nhiều nguồn tài nguyên khác. Đến với tin tức đáng chú ý khác, thu hồi xe hết niên hạn sử dụng qua hình thức trực tuyến. Theo quyết định của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5, chủ xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không sử dụng được, có thể lựa chọn làm thủ tục thu hồi kết hợp với gửi nộp giấy đăng ký, biển số xe qua đường bưu chính hoặc là nộp trực tiếp tại công an cấp xã. Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo sẽ thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe. Chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, chủ xe cá nhân và từ 4 đến 8 triệu đồng, chủ xe là tổ chức. Trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và tịch thu phương tiện. Theo quy định, xe ô tô chở người có niên hạn sử dụng tối đa là 20 năm tính từ ngày sản xuất, xe chở hàng tối đa là 25 năm. Năm 2022, toàn quốc có 20.680 xe ô tô chở người, xe chở hàng là 4.772 xe, 15.908 xe tải, hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Quay trở lại với những thông tin liên quan đến tập đoàn FLC. Chấm dứt hợp đồng 2.300 tỷ sau 7 năm mới xây được cổng chào của FLC. Ngày 20 tháng 4, tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao cho Ban thực hiện các thủ tục để chấm dứt dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 9 năm 2015 với tổng mức đầu tư là 2.317,5 tỷ đồng. Dự án có quy mô trên 286 ha, được lấy từ đất nông nghiệp của nhiều xã, phường thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Hoàng Hóa. Đây là một khu công nghiệp được thiết kế là khu công nghiệp kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ đa ngành, khi đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 60.000 đến 80.000 lao động. Thế nhưng, thực tế tại đây cho thấy, sau 7 năm trôi qua, dự án chỉ mới xây dựng được một cái cổng chào, nhiều diện tích đã được thu hồi đất thì để không, hoang hóa nhiều năm. Dự án đắp chiếu khiến cho nhiều diện tích đất hai lúa bỏ không, người dân đã nhiều lần có ý kiến tới các cấp chính quyền, nhưng dự án vẫn chậm chân tại chỗ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sốt xuất huyết ở trẻ em tăng cao, nhiều ca nặng và nguy hiểm.
Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi đồng tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có nhiều ca bị sốc nặng, tổn thương đa cơ quan, có ca ngừng thở, ngừng tim trước nhập viện. Phó giáo sư Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong 3 tháng đầu năm 2022, số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện nhi đồng 1 tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 đến 150 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết nặng, thậm chí là có trẻ vừa mắc sốt xuất huyết nặng vừa mắc COVID-19. Những trường hợp này ghi nhận chủ yếu trẻ có cơ địa béo phì. Lý giải nguyên nhân này, Phó giáo sư Phạm Văn Quang cho biết, năm nay mùa mưa đến sớm và theo chu kỳ 3 đến 4 năm thì bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng và năm nay rơi đúng chu kỳ này nên người dân cần phải cảnh giác. Bên cạnh đó, người dân còn tâm lý sợ hãi dịch bệnh COVID-19 nên hạn chế đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám dù đã có triệu chứng. Hoặc vì người dân quá lo dịch bệnh COVID-19 mà quên đi bệnh sốt xuất huyết và các bệnh lý cũng có triệu chứng sốt khác như tay chân miệng. Phụ huynh không nên chủ quan hoặc tự mua thuốc điều trị cho trẻ bởi trẻ có thể chuyển nặng đột ngột vào ngày thứ 3 hoặc thứ 7 của bệnh, thời điểm thường giảm hoặc hết sốt, gây nhiều biến chứng, thậm chí là biến chứng đe dọa đến tính mạng. Thưa quý vị, ngày còn nhỏ, Hằng Lâm nhớ mỗi khi ông bà hay là ba má đi dự tiệc cưới hay là bữa tiệc nào đó sẽ hay gom về một ít đồ ăn, có thể là kem hay là bánh. Dù là món quà nhỏ nhưng lại là niềm vui với mỗi đứa trẻ. Thế nhưng đi dự tiệc cưới mang quà về và quà là những chiếc phong bì của đôi vợ chồng son. Đó là câu chuyện đang được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của anh chàng được xem là bạn thân của cô dâu chú rể. Theo đó, ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang cởi thắt lưng kiểm tra một thanh niên khác mặc áo khoác màu cam bên trong là sơ mi trắng. Sau vài giây, nam thanh niên đã lôi ra một tệp phong bì được giấu dưới lớp áo sơ mi ở phần bụng của thanh niên mặc áo khoác màu cam và cho rằng người này đã có hành vi trộm cắp phong bì. Sự việc được cho là xảy ra tại một đám cưới được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Qua kiểm tra phát hiện, thanh niên này giấu 42 phong bì và 8,5 triệu đồng tiền mừng đám cưới, tổng giá trị tài sản là 24 triệu 300 ngàn đồng. Hiện công an huyện Tân Yên đã bắt giữ nam thanh niên này và tiếp tục làm rõ sự việc. Và đến đây, bản tin tối ngày 20 tháng 4 cũng xin được khép lại. Vâng thưa quý vị, mỗi ngày đều là những ngày đặc biệt, không phải của người này thì cũng là của người khác. Nhân đây, Hằng Lâm xin gửi lời chúc mừng đến quý vị có sinh nhật hôm nay. Chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã gắn bó với Khỏe Tự Nhiên trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.